Hello mọi người ha. Đảm đang từ thành phố Long Xuyên qua phà Bắc Hồng Hòa. Đi cùng anh em ha mọi người. Qua nhà Phạm Phú để nhận món quà từ anh Phú ha. Đó là một cây ná U7.5 chạc cột ha. Sẵn bữa nay Đảm lấy cái ná đó, Đảm đi săn luôn. Cách là xa kìa. Đây buồng lái. Đây là món quà từ anh Phú nghe nè. Hôm nay Đảm sẽ lấy cái này đi săn luôn. Trời ơi trời. Cá thấp hơn chút rồi. Còn nó gần đó anh Phú. Rồi nhìn chơi luôn rồi. Thì tới được không? Ôi nó bay rồi. Thì tới luôn. Con gần quá lợi nó bay tới trời. Chúng quá. Ơi. Một con anh em. Con 7. Đây. 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 Đ
Rửa giò xương xương đi. Để cho sống luôn nè. Ồ, nãy ông đẩy 3 viên nhung ngừ, 2 viên nhung ngừ nhỏ rồi. Còn gì của nữa. Ok. Con cò đầu tiên nè. Hai anh em bây giờ đi khoảng nửa tiếng đồng hồ nha. Chạy xe. Ok, chiếc lục phẩm đầu tiên của đảo. Hẹn vào đây. Cầu ghé cánh nhà anh em. Rồi, tiếp tục nào. Đây. Ê, dính này, dính này. Lại bắn, lại bắt luôn. Bị dính rồi. Không lên được đâu. Trời, hay quá Thức ơi. Dính cánh rồi. Chết luôn rồi. Đúng không? Chúng chết rồi. Hay quá rồi. Chúng cánh. Không còn nó bị gì á. Mình dính đánh kìa, cây kìa. Chết luôn rồi. Muốn còn anh em. Cái đầu nó gì á mà. Cái đầu rồi. Ngàn cổ. Không thấy chúng cánh mà, nó bị gì á. Nó bị Phú bắn gì rồi. Không, em bắn chúng nó viên đó. Không, nó bị gì chổng ra gì á. Hồi nãy tôi bắn á. Thôi bà ơi. Nè. Sao mày không bẻ ra trời. Cầm lấy. Con cò này bị bệnh nè. Tôi vẫn bị bệnh á. Chứ con có con cò nào đứng dưới nước mà đột nhỉ. Coi ra có đạn là nó dính con Phú chổng ra. À, em nói nó bị dính cái gì dưới đó đó. Nó bị dính dây cái gì rồi. Trời trời khánh. Để cổ. Để đầu luôn. Dính đạn ở trống rồi, tiền luôn. Kỹ giò thấy không? À. Ờ, dính lưới câu rồi không? Dính kẹp, dính kẹp. Dính cái bẫy chuột, cái kẹp. Trời ơi, đồ ít nhiên, còn lấy xui nghe nè. Còn lấy xui nè. Hèn gì thấy nó không bay hả? Để ơi, trời Khánh, đây Khánh. Đủ. Anh em cũng cầm vô máy, quay vô máy. Nghe anh em gì? Tao biết mà làm gì ăn, tao thiệt luôn. Trời xế. Im nè, nói à. Cánh bắn chết con. Bắn gãy giò. Kỳ la quá rồi. Xong. Ôi, ôm nhờ mà dính mấy bữa rồi vậy. Coi gì sao nãy mình đi vào mình thấy. Còn ú chưa ốp. Bắn đi trời, đi chưa vậy. Còn kìa. Bắn nã, bắn mẹ. Má sao chữa cháy giống kìa. Bắn đi. Từ từ nó lụm. Rồi hai con đẳng đó kìa. Trời ơi trời. Bắn con này đi. Chạy đắng lụm nó đi Khánh. Chạy Khánh này. Lụm đi, lụm đi. Rồi giờ đắng nó đi. Một con cua vàng nghe anh em. Cua bảy. Anh em bữa nay đi hết thu rồi, không gặp con gì hết. Mình như Phú hôm nay đi quá trời đi mà không gặp con gì hết. Hello anh em à. Hôm nay là test cái nã ô 7 của anh Phú mới tặng. Hôm nay anh em đi thất thu rồi. Không có chim để bắn luôn, chứ không phải là bắn không trúng nghe nè. Không có chim để bắn luôn. Được hai con cò nè. Hai con cò. Nói chung là được hai con cò ăn ngủi thôi. Hôm nay đi không có gặp con gì để bắn hết trơn á. Đây. Đang hóa đây nè. Nha. Món quà từ anh Phú nè, quá đẹp. Còn. Ok anh em. Đây là
thành quả của mấy anh em tôi đi sáng giờ ha. Nay thất thu nhưng mà được hai cỏ ngủi cũng đỡ khổ. Nướng lẹo luôn anh em, để nguyên con nướng luôn. Hai Hồng lắc đầu rồi, từ chối rồi. Cu với lương. Cu đã qua lấy ớt nữa ta. Dùng quê tỉnh nghe anh em, rất là đẹp. Đây. Cu nướng lèo chấm ba trái rồi. Hello Nam ha. Đêm nay ối lộn, ngày nãy đi thất thù quá, anh em nhậu chút xíu thấy từ tối này. Đừng con. Thấy có mấy em cò bay lại nè. Con vẹp nè bự lắm ha. Anh Phú bắn nè, ngay đầu. Đi gặp mấy em gồm hết nè. Dây giá buổi tối ngày Nam. U 7.5 nè. Tôi nói đã Nguyễn Trần. Ok. Đấy. Rồi, hello. Xin chào anh em. Đây là nhà vệ chính tại không có không có Phú là không có ánh sáng tại Phú của đèn. Đây rồi chưa? Luôn ánh sáng Phú Tài. Có tiền qua rồi. Rất là to nha anh em. 7 lên luôn. Ok. Ngay mắt. Đây. Đây là món quà của anh Phú tặng mình ha. Đấy luôn. Ok. Cái nặng nó là trên ký lắm ơi. Trên ký. Còn bẹp còn 400 gram rồi. Quá bự rồi. Quay nè. Ông Nguyễn nhà anh em á. Đây chủ nhà đây nè, chủ nhà nè. Đó, chủ nhà đó. Hello con. Hello. Đây mày chụp avatar.